Combo Bạch Tuyết 2020. Bước 1, gieo tẩy tế bào chết 190.000 đồng. Bước 2, sữa tắm hấp trắng cánh hoa 365.000 đồng. Bước 3, kem body 270.000 đồng. Tổng combo trị giá 825.000 đồng, giảm 17%, chỉ còn 685.000 đồng. Hoặc tặng combo tái sinh vùng kín 450.000 đồng, gồm lady care mini và nước hoa vùng kín.